Chị không có tin đâu. Chắc chắn là có chuyện gì đúng không? Em đã nói là không có, chị đừng có quan tâm nữa. Ờ, thì em không muốn nói thì thôi. Anh mà con Vân với thằng Khang á, sống có tốt không? Hai đứa như thế nào? Thằng Khang thì nó khỏe, nó sống chung với em nè. Còn con Vân... Con Vân thì sao em? Con Vân nó bị công an bắt rồi. Tại vì nó bán... Quyên, đi về. Ủa Khang, có phải em không? Trời, 8 năm rồi, thấy em lớn hẳn lên á. Em còn nhớ chị không? Chị Tâm nè. Tôi không có quen chị, chị nhận nhầm người rồi. Đi về. Khang, Khang à. Ủa, sao vậy em? À, không có gì, anh xong việc rồi hả? Anh xong rồi, mà em gặp bạn hả? Mấy đứa bạn hồi nhỏ của em mà. Thôi, mình về thôi, em có bầu á, đứng đây ngồi cảm nắng. Sao mày dữ vậy Quyên? Móc túi của không xong nữa. Em nói chuyện với chị kiểu vậy đó hả? Chị lớn tuổi hơn em đó Khang. Thì sao? Mày nên nhớ ai là người dẫn dắt. Ai cho cái mặt hả? Dẫn dắt hả? Em có biết những chuyện mình làm là sai trái không Khang? Con Phương nó bị bắt rồi đó. Không biết chừng nào tới lượt tụi mình đi nè. Khang ơi, hai mình đừng có làm nữa. Mình bỏ đi Khang. Quá muộn rồi. Chuyện con Vân á, ta sẽ nhờ đại ca giúp đỡ, nó sẽ được thả thôi. Giờ hãy chia tiền đi. Em lấy phần này đi, chị lấy nhiêu đây thôi. Bắt được tụi bay rồi, tính chối tao hả? Bỏ ra đâu. Anh buông ra. Buông ra. Mày gì vậy? Từ trước giờ chứ, bắt đầu lấy được tiền của tao. Tụi bay tan đó rồi. Anh buông ra đi, tôi sẽ trả tiền cho anh mà, nha.